Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm qua thì chúng ta đã được chứng kiến thần đồng cờ vua Ấn Độ tung đòn tấn công thiên tài, vùi dập cao thủ số 1 nước Đức là siêu đại kiện tướng Vicent Kemer tại giải cờ vua Praha Master 2024. Ở vòng 2 thì Nanaha đụng độ với hoàng tử Ba Tư, cao thủ số 1 Iran, Praha Marcelo. Liệu rằng thần đồng cờ vua Ấn Độ có tiếp tục duy trì phong độ khủng khiếp này để vượt qua dòng cát thời gian để khẳng định vị thế ứng cử viên candidate 2024 hay không. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 giải cờ vua Praha Master 2024 giữa hoàng tử Ba Tư Masolo và đương kim Á quân World Cup Park Nanaha nhé. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn một nút đăng ký và nhấp bình cái chuông để nhận thông báo xem những ván cờ vua mới nhất. Đừng quên để lại một like để động viên vào ngôi admin dạy chơi cờ vua nhé. Với lợi thế chơi quân trắng, Marcelo mạnh mẽ khởi đầu bắn cờ, nước cờ D4. Quyết tâm đánh bại đương kim Á quân Nguồn Không còn xa lạ gì cao thủ số 1 Iran. Nanaha nhanh chóng lắp trả bằng nước mã F6. Trắng triển khai tượng lên F4, sử dụng một nước cờ ít gặp để thăm dò đối thủ. Đen dâng tốt D5, lập lại thế cân bằng ở trung tâm. Trắng đẩy tốt E3 Mở đường cho tượng F1 xuất trận Đen phi tượng lên F5 Chĩa về phía cánh hậu Sau vài nước đầu thăm dò Trắng mạnh mẽ dâng tốt C4 Đánh chiếm trung tâm Đen đẩy tốt E6 Củng cố vững chắc trung tâm D5 Trắng phi hậu lên B3 Tấn công vào điểm yếu B7 Đen phát triển mạng cánh hậu lên D7 Ở đây trong trường hợp mà trắng tưởng ngon Ăn hậu vào B7 thì đen sẽ qua cb8 tấn công hậu Trắng ăn hậu sang c7 Thì đen sẽ đổi hậu vào c7 Trắng ăn tượng vào c7 bắt xe Thì đen sẽ ăn xe vào b2 Hợp sức cùng tượng tấn công mã b2 Trắng chạy mã lên d2 Thì đen sẽ phi tượng lên b4 rằng bắt mã Trắng nhảy mã f3 bảo vệ Thì đen sẽ tung mã vào e4 Tăng thêm quân tấn công mã d2 Trắng qua cd D1 bảo vệ thì đen sẽ ăn xe sang A2 và đen sẽ chiếm thế thượng phong khi hoàn toàn nắm thế chủ động. Trở lại với diễn biến ván cờ, không dám mạo hiểm, ăn uống linh tinh. Trắng nhảy mã lên C3, đưa quân xuất trận thật nhanh, không dụ được trắng. Đen chủ động ăn tốt sang C4 khai chiến, trắng ăn tượng lên C4, đen nhảy mã B6 tấn công tượng. Không muốn mất quân tượng mạnh này trắng tạm thời lùi tượng về E2 để giữ thế đen hùng hổ dâng tốt A5 trắng đẩy tốt A3 đen đẩy tốt C6 bảo vệ OB5 đề phòng trắng nhảy mã tập kích vào C7 không làm ăn được gì trắng chuyển hướng di chuyển tượng lên G5 tung đòn rằng không chế mã đen lên tượng E7 án ngữ trước mặt hậu để tháo rằng trắng đẩy tốt F3 với đồ sẽ dâng tốt E4 chiếm lĩnh trung tâm. Đen đẩy tốt A4 tấn công hậu. Trắng chạy hậu về D1. Đen lùi mã về D7. Gạ đổi quân tượng hổ báo của trắng đang nằm le ở phía trên. Không muốn mất tem chạy. Trắng liền đổi lương tượng với E7. Đen ăn hậu lên E7. Ngay lập tức trắng dâng tốt E4 chiếm lĩnh trung tâm đồng thời tấn công tượng. Đen sách tượng chạy về G6 tránh đòn. Trắng phát triển mã cánh vua lên H3. Thấy các quân nhẹ đã huy động hết vào trận, đen liền nhập thành, đưa vua vào vùng an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Trắng cũng nhập thành, an toàn vua cái đã, đánh đấm sau. Đen đẩy tốt F6, chuẩn bị lực lượng phản công giành trung tâm. Trắng mạnh mẽ dâng tốt F4, dàn hàng ngang bộ ba tốt D4, E4 và F4 chiếm lĩnh trung tâm. Đen đã nhập thành rồi, nên không hề ngán sợ, lập tức đẩy tốt E5 phản công vào trung tâm trắng ăn tốt vào e5 nên ăn tốt lên e5 trắng thúc tốt tràn sang f5 tấn công tượng nên chạy tượng với f7 trắng di chuyển hậu qua e1 chuẩn bị tiến sang mặt trận cánh vua nên nhảy mã lên c5 đứng rình ở khu vực trung tâm trắng theo kế hoạch phi hậu lên g3 tập kết quân chủ lực ở bên cánh vua đen phi tượng lên c4 gạ đổi tượng để làm suy yếu các ô trắng trong trận địa ở trung tâm và cánh hậu. Không thể tránh được cuộc giao chiến này, trắng đưa xe qua E1 bảo vệ tượng. Đen huy động xe qua D8, chiếm lĩnh cột mở D. Trắng lùi mã về F2, không chịu nổi sự căng thẳng. Đen chủ động đổi tượng vào E2 khai chiến. Trắng ngăn xe lên E2, Đen nhảy mã lên C4 cắm chốt. Làm bàn đạp cho các cuộc tấn công Trắng tung mã lên G4 Dình dập Cảm nhận thấy sự nguy hiểm Đen vội vàng vào vua H8 Tránh khỏi tầm ngắm của hậu trắng trên cột G Đề phòng đối thủ sẽ đẩy tốt F6 Tập kích bất ngờ Trắng tiến xe đến F3 Phòng thủ hàng ngã Đồng thời có thể sử dụng hàng 3 này Để di chuyển sang cánh vua phản công Đen tiến xe lên D4 Uy hiếp tốt E4 chưa vội vàng xông lên ngay Trắng đẩy tốt H3 Mở cửa sổ cho vua thoát lên Đề phòng có biến Đen đẩy tốt B5 Chuẩn bị tiến đánh cánh hậu Về phần trắng Sau khi đã có một vài nước củng cố thế trận Trắng bất ngờ tăng tốc Thúc tốt tiến xuống F6 bắt hậu Mở màn cho một cuộc tấn công tổng lực Tưởng ngon Đen ăn tốt lên F6 Trắng qua xe F2 Trồng xe để hợp sức vây bắt tốt F6 Đen cấp tốc lùi mã về d7 phòng thủ. Chưa dừng lại ở đó, trắng nhảy mã vào h6 Đe dọa sẽ lùi về f5 để tấn công đôi hậu và xe. Không hề nao núng, đen nhảy mã d2 chủ động ra tay tấn công xe trước. Trắng chạy xe qua e3, đen lên hậu e6 tránh khỏi đòn tấn công đôi. Trắng di chuyển hậu lên h4 dính dọc. Thấy áp lực trên quân tốt f6 đã giảm, nên tung mã lên c5 hợp sức xe và song mã nguy hiếp con tốt trung tâm e4 theo chúng tôi ở đây chẳng có thể lùi mã với f5 tấn công xe đe dọa lùi xe với e2 đuổi mã rồi bắt xe nên chạy xe về d7 thì chẳng sẽ qua c g3 đe dọa sẽ xuống hậu h6 tấn công mã đồng thời làm bàn đạp cho xe tiến vào g7 chiếu hết ở h7 khiến vua đen gặp nguy hiểm Tuy nhiên thì trắng lại tiến xe lên F5 Ăn được hơn một con tốt Mà lại bị trắng liên tục vây hãm nãy giờ Đen quyết tâm phải giành lại thế chủ động trên chiến trường Nên đã thúc tốt tràn sang B4 Đột phá cánh hậu Trắng ăn tốt lên B4 Đen ăn xe sang B4 Tấn công vào con tốt B2 với toan tính Sau khi chén được con tốt này sẽ đẩy tốt thông ở cột A xuống phong hậu. Không hề sợ hãi, Trắng di chuyển hậu qua G4 dình dập Ở đây trong trường hợp mà đen ham ăn con tốt B2 thì Trắng sẽ qua xe G3 Đen lùi xe về B7 phòng thủ thì Trắng sẽ phế xe vào tốt F6 Đen ăn hậu sang F6 thì Trắng sẽ lao hậu xuống G8 chiếu Đen ăn xe sang G8 thì trắng sẽ ăn xe vào G8 Chiếu hết trong sự ngỡ ngàng của đen Còn nếu mà khi trắng phế xe vào F6 Đen chủ động ăn hậu vào G4 tiêu diệt quân chủ lực để giải cứu cho vua thì cũng không khá hơn là mấy. Khi đó thì trắng sẽ ăn xe F8 chiếu. Nên chạy vua lên G7 thì trắng sẽ qua xe G8 chiếu. Nên ăn vua lên H6 thì trắng sẽ ăn xe vào G4 và giành ưu thế áp đảo cả về lực lượng và cả về thế trận. Trở lại với ván cờ thực chiến. Dù nhìn thấy quân tốt B2 thèm rõ rãi, song đen vẫn không dám manh động. Sau mồi tính toán, nên tặc lưỡi kéo xe lùi về B8 để phòng thủ hàng ngang số 8. Thừa thế sông lên, trắng qua xe G3, đe dọa sẽ thọc hậu xuống G7 chiếu hết. Thấy nguy, nên vội vàng lùi hậu về D7 để bảo kê cho vua. Chưa vội vàng sông lên ngay, trắng vào vua H1, Để phòng bị tập kích bất ngờ. Nên tiếp tục kéo mã về E6, gia cố khả năng phòng thủ, bảo vệ vua. Thế nhưng là đã quá muộn, và với bản năng sát thủ của một vị hoàng thủ ba tư Marcelo mạnh mẽ phế thẳng xe và tốt F6 tung đòn đánh quyết định nước cờ liều lĩnh này đã khiến cho Á quân World Cup sụp đổ hoàn toàn đến đây thì biết có cố gắng chống cự thì cũng chỉ kéo dài thêm thời gian bị ăn hành thần đồng cờ vua Ấn Độ Park Nanaha đành phải dừng đồng hồ chịu thua để tránh khỏi một cái kết sấp mặt Trường hợp mà đem cố gắng chống cự thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau.